Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa? Có thể học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lực trí, ba la mật đa. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết bố thí ba la mật đa, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập, như thật biết tịnh giới cho đến trí ba la mật đa, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập, thì này thiện hiện, đó là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học bố thí cho đến trí ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa? Có thể học bậc cực hỷ, bậc ly cống, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa biết như thật bậc cực hỷ, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập, như thật biết bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập, thì này thiện hiện, đó là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa? Có thể học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết bốn niệm trụ, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập, như thật biết bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập, thì này thiện hiện, đó là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa? Có thể học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết bốn tịnh lự, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập, như thật biết bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập, thì này thiện hiện, đó là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa? Có thể học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, mười biến xứ. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết tám giải thoát, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập, như thật biết tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, mười biến xứ, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập, thì này thiện hiện, đó là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa? Có thể học tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết tất cả pháp môn Đà La Ni, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập, như thật biết tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập, thì này thiện hiện, đó là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học năm loại mắt, sáu phép thần thông? Phật dạy:
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết năm loại mắt không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập như thật biết sáu phép thần thông, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học năm loại mắt, sáu phép thần thông. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết 10 lực Như Lai, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập, như thật biết bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 10 lực Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết Đại Từ không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập, như thật biết Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết pháp không quên mất, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập, như thật biết tánh luôn luôn xả, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết trí nhất thiết, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập, như thật biết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết nghiêm tịnh cõi Phật, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập, như thật biết thành thục hữu tình, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học vô lượng vô biên các Phật pháp khác? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa biết như thật vô lượng vô biên các Phật pháp khác, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết năm pháp uẩn vân vân chuyển truyền sai biệt, thì có phải dùng sắc uẩn phá hoại pháp giới, cũng dùng thọ tưởng hành thức uẩn phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai không sai khác,
có phải dùng nhãn xứ phá hoại pháp giới, có cũng dùng